Happy Party! Xin chào ba mẹ và con cùng mọi người đã đến với lớp học tiếng Anh không đồng cùng Si tại kênh Diệp Shizuka Musicies. Ở bài học hôm trước, Si đã hướng dẫn, đã chỉnh cho mọi người cách phát âm các từ vựng về cơ thể từ phần navel, phần rốn đi lên rồi đúng không nào? Thì ở bài học ngày hôm nay, Si sẽ chỉ cho mọi người, sẽ chỉnh sửa cho mọi người cách phát âm 10 từ vựng cơ thể từ phần hip, tức là phần hông đi xuống nhá. Now, are you ready? Let's go. Đầu tiên là cái hông. Một bên hông thì chúng ta sẽ có từ hip. Hai bên hông thì chúng ta sẽ thêm s vào và chúng ta sẽ đọc là hips. Mông này. Mông này. Cái mông này chúng ta sẽ đọc là bottom. Bottom. Cái cẳng chân mà từ phần đùi đi xuống ấy thì chúng ta sẽ đọc là leg. Leg. Hai cái cẳng chân sẽ là legs. Legs. Thêm s vào nha, và trong phiên âm nó là z sung. Mọi người nhớ là phải bật cả âm cuối của các từ vựng ra nhé. Đầu gối, hai cái đầu gối sẽ là knees. Knees. Mắt cá chân, ankle. Chúng ta sẽ không đọc là ankle mà chúng ta sẽ đọc là ankle. Chúng ta cũng sẽ không đọc là ankle mà là ankle. Mắt cá chân này, quan sát khẩu hình miệng của Si này, ankle. Bàn chân, một cái bàn chân này, một cái bàn chân thì chúng ta sẽ đọc là foot. Foot. Cuối từ này còn có âm, mọi người nhớ bật ra nhé. Foot. Foot. Hai cái bàn chân số nhiều thì chúng ta sẽ đọc là feet. Feet. Âm F này. Feet. Ngón chân, toe. Các ngón chân, toes. Số nhiều chúng ta sẽ thêm F vào. Các ngón chân, toes. Móng chân này. Móng chân này, một cái móng chân, a toenail. Nhiều móng chân thì chúng ta sẽ đọc là toenails. Toenails. Chân thì phải có bắp đúng không nào? Bắp chân sẽ đọc là calf. Calf. Cuối từ này có âm F. Calf. Calf. Ở các bạn nam thì có lông chân đúng không nào? Lông chân chúng ta sẽ đọc là leg hair. Leg hair. Leg hair. Học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký, nút like, bình luận video để ủng hộ Si nhé. Đó cũng chính là động lực để Si tiếp tục chia sẻ những video bài học như thế này. Goodbye, see you later.